và các bạn đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Quý vị thân mến, không sao kể hết được niềm vui của Minh Châu khi mà mỗi ngày được cùng với các đầu bếp chia sẻ với quý vị thật nhiều những món ăn ngon để quý vị có thể dành tặng cho những người mà mình thương yêu nhất. Phải không cô Thảo? Chắc chắn rồi, và đặc biệt là đối với cô, khi nấu ăn thì cô dành hết tất cả tình yêu thương của mình cho người thân đó. Vậy thì ngày hôm nay chắc chắn là chúng ta sẽ có một tác phẩm của yêu thương mà cô Thảo sẽ bật mí ngay bây giờ. Cô sẽ giới thiệu với lại Minh Châu và quý vị khán giả một món hầm từ một loại hoa vừa bổ nè, có tính giải nhiệt mà lại rất là thơm ngon nữa đó. Đó là bông artichoke. Không biết quý vị khán giả nghĩ sao, chứ mà Minh Châu thấy mà cô Thảo giới thiệu món hầm là không có phù hợp với tiêu chí của chương trình rồi. Bởi vì chương trình chúng ta có tiêu chí là món ngon trong tích tắc, cô Thảo không có được quên đâu. Quý vị khán giả yên tâm, đối với món ăn này chúng ta chỉ cần 5 phút chuẩn bị và 7 phút hầm là đã có ngay một món ăn thơm ngon là món giò heo hầm bông artichoke rồi. Nguyên liệu của món ăn này cũng rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị một bông artichoke khoảng chừng 400g nè, một ít cà rốt và 4 khoanh giò heo. Chúng ta còn cần chuẩn bị thêm khoảng chừng 4 củ hành tím nè, một ít hành ngò và đặc biệt không thể thiếu hạt nêm Aji ngon. Cô ơi, em thấy bông artichoke bán ở Đà Lạt rất là nhiều. Vậy thì ở đây mình có dễ kiếm không cô? Chúng ta có thể tìm thấy hoa artichoke rất là dễ dàng, đặc biệt là mùa này. Ở siêu thị nè, ở các chợ cũng có bày bán rất là nhiều hoa artichoke. Đầu tiên là cô sẽ đặt một cái nồi nước lên. Bây giờ nước sôi rồi nè, cô sẽ nêm vào trong đây 2 muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon. Sau đó cô sẽ cho giò heo vào, trụng sơ phần giò heo này. Mình trụng như vậy, ngoài cái việc làm cho giò heo sạch thì còn có công dụng gì nữa không cô? Nó sẽ làm cho giò heo săn lại. Khi vớt ra thì chúng ta vớt ra và cho thật là ráo nước rồi chúng ta mới ướp gia vị vào. Giò heo bây giờ trụng xong rồi nè, thì Minh Châu sẽ tiếp tục ướp vào đây 1 muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon và 4 củ hành tím đập dập nữa. Để mà tiết kiệm thời gian thì chúng ta sẽ sử dụng nồi áp suất để mà hầm hoa artichoke. Vậy Minh Châu chuẩn bị cái phần nồi áp suất chúng ta đặt lên và cho vào trong nồi áp suất 2 lít nước dùng. Còn bông artichoke đó Minh Châu biết không, chúng ta nếu mà bông lớn thì là chúng ta chẻ ra làm đôi, còn nếu bông nhỏ thì chúng ta để nguyên như vậy chúng ta hầm là được rồi. À, khoan khoan cô ơi, em nghi lắm nha, cái bông khít khít như vậy làm sao mà sạch được? Chắc chắn là sạch chứ, bông này cô đã xử lý rồi. Tức là nếu mà Minh Châu muốn sạch, quý vị khán giả lưu ý là bông artichoke mua về chúng ta sẽ cắt cái phần cuống rời ra và đừng bỏ cái phần cuống này, chúng ta sẽ sử dụng luôn phần cuống này để hầm. Còn cái phần bông á thì chúng ta sẽ ngâm vào trong nước bún loãng chừng 10 phút và sau đó chúng ta lại lấy ra, chúng ta tách những cái cánh hoa nhẹ như thế này nè, để ở dưới vòi nước á, để cho nước sẽ chảy vào đây và nó sẽ làm sạch hết tất cả những cái bụi bẩn ở trong từng cánh hoa như thế này. Thì sau khi mà chúng ta xử lý xong như vậy thì bông artichoke sẽ rất là sạch sẽ để mà chúng ta chế biến. Bây giờ mình sẽ cắt đôi cái artichoke này ra ha cô. Tôi sẽ cắt đôi bông artichoke ra và bây giờ mình sẽ cho luôn bông artichoke vào trong chung với giò heo để mình hầm. Em thấy nước sôi rồi đó cô. Minh Châu cho giò heo vào giúp cho cô nha. Phần cuống của bông artichoke này chúng ta gọt sạch phía vỏ bên ngoài rồi chúng ta sẽ sắc lát xéo như thế này. Cô ơi, cái bông artichoke cô lựa này á, là bông non hay bông già ha? Em không phân biệt được. Tốt nhất là chúng ta chọn những cái bông thật là to và cái quan trọng là cái bông nó phải tươi. Muốn chọn bông tươi thì chúng ta nhìn cái cuống của cái bông. Cuống bông còn chắc và nhìn thấy tươi, nếu mà có lá đó thì nhìn thấy cái lá nó còn tươi nguyên, không bị héo. Cách ăn bông artichoke là chúng ta sẽ tách ra từng cánh. Yeah. Thì khi tách cánh ra vậy người ta sẽ ăn cái phần gốc ở phía bên trong này. Còn cái phần này thì người ta không ăn nhưng mà nó đã hòa tan vào trong phần nước dùng rồi. Dạ. Rồi Minh Châu cho bông artichoke vào trước nè. Dạ. Rồi xong rồi cho hết mấy cái phần cuống này giúp cho cô và cà rốt luôn. Cà rốt. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nêm thêm 2 muỗng hạt nêm Aji ngon nữa. Và Minh Châu lấy nắp đậy lại giúp cho cô đi. Dạ. Giờ món ăn đã sẵn sàng rồi đó, cô sẽ múc ra tô. Bông artichoke đã chín mềm rồi. Bây giờ một cái giò heo. Một ít cà rốt nữa. Em thấy cô Thảo lúc nào nấu ăn cũng đề ra tất cả các tiêu chí là phải đẹp mắt nè, ngon miệng nè, tiết kiệm thời gian nữa chứ. Đối với món giò heo hầm bông artichoke này thì ngoài những cái tiêu chí vừa đẹp vừa ngon thì nó còn một cái tiêu chí nữa, đó là nó phải bổ dưỡng nữa. Chúng ta sẽ cho một ít hành ngò lên trên và bây giờ Minh Châu có thể thưởng thức món ăn này rồi. Quả là cô Thảo nói không có sai, chỉ cần 5 phút chuẩn bị và 7 phút nấu thôi thì bây giờ mình đã có ngay giò heo hầm bông artichoke rồi. Và có ngay một cái chén để cho Minh Châu đánh giá đây. Dạ em cảm ơn cô. À em sẽ ăn giống như là cô đã hướng dẫn. Đúng rồi. Cầm cái lá này em ăn thử nha.
mềm nè, mà ngọt. Cái vị ngọt này không biết là của atiso hay là... Tất nhiên là món giò heo hầm bông atiso sẽ có một cái vị ngọt rất là lạ và thanh. Thứ nhất là đó là nhờ cái vị ngọt của bông atiso là vị ngọt tự nhiên, và ngoài ra nó lại có thêm vị ngọt đậm đà từ giò heo và hạt nêm Ajigon nữa. Hèn chi. Bây giờ em sẽ hấp thử cái nước coi của Thảo quảng cáo có đúng không nha. Miễn bình luận luôn, em xin cô nguyên cái nồi này em đem về nhà. Món ngon trong tích tắc. Em cảm ơn cô rất là nhiều, và chắc chắn là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình cũng rất là cảm ơn cô. Bởi vì trong những ngày hè sôi động mà có món giò heo hầm bông atiso để giải nhiệt thì còn gì bằng, phải không cô? Và quý vị thân mến, chương trình vẫn còn rất nhiều những món ăn muốn gửi đến quý vị để giúp cho quý vị giải nhiệt trong những ngày hè. Quý vị nhớ đón xem nha. Và quý vị cũng đừng quên thường xuyên liên lạc với chương trình để chúng ta có thể trao đổi với nhau thật nhiều những kinh nghiệm mới. Hộp thư của chúng tôi là hộp thư số 1, Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai. Hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về số 061-882-6188. Đó là trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đã hết rồi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.